Một ngôi nhà nằm tại trung tâm quận 7 với thiết kế xứng tầm hoa hậu trong các hoa hậu, với một mức giá cực kỳ dễ thương bằng tấm chân tình của nghề môi giới. Khá tin rằng mọi người nên đi xem nhà này một lần đi, sẽ không có uổng thời gian đâu. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Nhật Đăng. Và hôm nay Khá dẫn mọi người đến thăm một căn nhà rất là đẹp, vừa mới hoàn thành ngay tại quận 7 luôn. Như mọi người thấy qua camera là trục đường trước nhà lên tận 3,5 m. Và nhà này là ô tô hay là xe tải nhỏ thì có thể vào tận nhà nha mọi người. Và căn nhà của mình ngày hôm nay nè, mặt tiền được thiết kế theo phong cách hiện đại. Và thấy ở đây mặt dựng được thiết kế khi mà chủ nhà tất cả đều là ốp đá marble Ấn Độ nha mọi người. Trông rất là sang luôn, xài tông màu trắng và xám. Trước còn trồng một cái hàng cây thiên điểu. Nhìn đẹp lắm á. Và ngôi nhà ngày hôm nay với diện tích là ngang 6,5 m, dài 7,5 m, được xây dựng kết cấu một trệt một lầu. Và hiện tại trên thị trường đang chào bán mức giá là 4,650 triệu đồng. Mức giá này vẫn còn thương lượng nha mọi người. Và lý do căn nhà này hướng đông nên chị chủ nhà đã tận dụng những cái ô cửa kính lớn để lấy sáng. Mọi người biết là hướng đông á là nó sẽ mát vào buổi chiều, buổi sáng thì nó sẽ nắng xíu, nhưng mà nắng sáng thì rất là tốt sức khỏe mọi người. Với lợi thế là chiều ngang lên tận 6,5 m, do đó chị chủ nhà này bố trí cái layout rất là hay khi khu vực phòng khách đặt riêng biệt ngay ở đây đó. Mọi người thấy không, anh chị chủ đã làm dụng ở đây làm một cái hệ tủ tivi nhằm tạo ra một cái sự riêng tư nhất định cho khoảng không gian phòng ăn cũng như là cái khu vực bếp. Thực sự phải nói là dành một lời khen cho chị chủ nhà này khi là làm một cái layout như thế này, làm cho chúng ta có cảm giác nói chung là nó sự có sự tách biệt giữa các không gian, nhưng nó vẫn đảm bảo sự kết nối của thành viên trong gia đình. Và ta thấy ở đây với cái tông màu chủ đạo là trắng và xám, đây là những cái tông màu mà thời thượng tại 2023. Ủa, mọi người có thể thấy nè, bếp trên bếp dưới nè mọi người ơi, xài những cái tông màu xám nè, kể cả phía phần gạch dưới sàn cũng xài màu xám luôn. Và Khá thật sự phải nói là khi Khá đứng trong cái không gian bếp này, Khá có một cái cảm nhận khác với những căn nhà trước Khá đi, đó chính là cái căn bếp này có một cái chiều sâu nha mọi người. Thật sự phải nói là nó sẽ sâu hơn bình thường, nó khoảng tầm 7-8 cm, nhưng mà đối với Khá ở đây á, mình có thể là mình nấu nướng, mình chế biến thoải mái. À, vị trí góc này mình có thể đặt nồi cơm nè, mình có thể đặt máy xay sinh tố nè, thậm chí là cả những cái lò nướng nè. Thật sự là rất là hợp lý nha. À, nói chung là làm chỉnh chu, căn bếp này Khá tin rằng sẽ đáp ứng đầy đủ công năng mà các chị em yêu cầu. À, thật sự mà nói là nếu mà nói về cái thiết kế của nhà này, thực sự là nói nửa ngày không hết luôn nha mọi người. Nhắc tới ngôi nhà này phải nhắc tới một cái vị trí rất là đẹp khi nằm tại ngay trung tâm phường Phú Mỹ, quận 7. Và từ vị trí căn nhà này, mọi người đi ra theo trục đường Huỳnh Tấn Phát ra 350 m thôi, mọi người tiếp cận ngay siêu thị Cấp Mắt Huỳnh Tấn Phát. Ví dụ như là Khá nghĩ chủ nhân của ngôi nhà này thì sẽ sáng sớm mình có thể đi bộ ra, mình đi vừa đi tập thể dục mà mình có thể vừa ghé siêu thị Cấp Mắt mua những cái thực phẩm sạch để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Vì cái nhu cầu ngày nay là khi mà mình ăn uống đủ no rồi thì quan trọng là cái mà quan trọng nhất là phải đảm bảo về sức khỏe nha mọi người. À, thật sự phải nói là căn nhà này trang trí làm cho Khá ấn tượng tới từng chi tiết, từng kẻ chỉ. Ví dụ như mọi người thấy đây không? Đây, có một lớp rèm chống muỗi. À nó ban đêm mọi người mở cửa ra để mọi người có thể lấy gió thoải mái luôn. Rèm ở đây là sử dụng rèm chất liệu là rèm cầu vồng. Đó, mọi người thấy không? Thật sự phải nói là cái căn nhà này để lại ấn tượng cho Khá rất là nhiều, nên Khá mới nói căn nhà này là mệnh danh là hoa hậu trong các hoa hậu, từ cái cách decor cho tới cách thiết kế. Mọi người nhìn đây nè, đó, những cái chi tiết này khó gì thôi cũng cho thấy được cái tâm tư tình cảm của anh chủ và của chị chủ chứ. Mọi người thấy không, góc tường này coi nè, nó mượt nó mịn không. Còn hệ tủ tivi á, tất cả đều là xài một cái mảng đá lớn, đèn đánh xuống, thực sự phải nói là quá nhiều lời khen rồi mọi người. Thôi mọi người theo chân Khá lên tầng 1 luôn nha. Ê, Khá quên nhắc tới đây có mảng xanh nữa nè mọi người, khá là hay. Chàng ơi, xém nữa là quên rồi, nhờ anh camera nhắc đó, mọi người. Ở khu vực tầng 1 chúng ta ở dưới cầu thang tận dụng để làm cái nhà vệ sinh chung. Ôi, nói chung là gọn gàng, đầy đủ. Anh camera phải quay cái cầu thang này cho mọi người coi nè, nó đẹp dữ lắm á mọi người. Nó sử dụng đá Ấn Độ nè. Wow, thật sự rất là chỉnh chu luôn. Thường á, người ta lên tới đây á, người ta chỉ xài một tấm đá lớn thôi, nhỏ thôi, 20-30 cm thôi. Nhưng mà ở đây chị
Chị chủ nhà sử dụng nguyên một khổ đá cho cái không gian gọi là cái khoảng rừng ở đây. Thật sự phải nói là đẹp lắm á mọi người. Và ở đây chúng ta đầu tiên Thái sẽ giới thiệu cho mọi người một cái khu vực vệ sinh chung. Rồi cho hai phòng ngủ ở trên lầu. Nó mọi người thấy không? Làm màu tông màu cũng nhã nhặn trung tính nè. Trang bị thiết bị xịn sò luôn. Có giò tắm massage luôn. Chào mừng mọi người đến với căn phòng đầu tiên. Thực sự phải nói là điều đầu tiên Thái vô phải cảm nhận đây là một căn phòng khoảng 16m2, nhưng đã được chị chủ nhà bố trí rất là khéo léo. Giường đặt ở giữa trung tâm, và ở phần lùi này thì chủ nhà đã làm một cái hệ tủ nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Vô Khá phải nhìn, Khá phải đánh giá cao cái tông màu này luôn mọi người. Những toàn là đến từ những cái tông màu thời thượng nè. Màu trung tính lạnh nó đến từ màu trắng nè, màu xám nè. Đây là những cái gam màu mà hot trend năm 2023. Do đó khi mà Khá đứng trong không gian này, thực sự phải nói là có một cái sự dễ chịu á mọi người. Và ở đây á, mọi người thấy không? Những cái đèn này là chị chủ là lựa rất là cẩn thận luôn nha mọi người. Khi mà bật cái đèn này lên, mọi người coi ánh sáng nó chiếu rồi, tạo thành một cái dải dọc hình tròn tròn, giống như những cái hạt pha lê vậy, trông rất là đẹp luôn. Và thực sự phải nói là ở nhà này thực sự Khá khen rất là nhiều rồi. Chưa biết chê ở chỗ nào nữa mọi người. Từ cái sử dụng tông màu cho tới cách bố trí, cả những lọ hoa nhỏ nhất ở trong căn phòng này cũng đã được làm rất là chỉnh chu. Trời ơi, cái tủ bé bé xinh xinh này thôi cũng được làm chỉnh chu lắm nha mọi người. Và như người đầu có chia sẻ là do căn nhà này hướng đông, do đó chị chủ nhà tận dụng một cái mảng tường này để làm một cái cửa nhôm kính sifa để lấy sáng vào ban ngày. Nói chung mà đảm bảo căn nhà mình là tràn ngập ánh sáng tự nhiên luôn nha. Và căn nhà này của mình có một cái điều đặc biệt là ban công của hai phòng này liên kết với nhau. Do đó Khá sẽ di chuyển từ phía phòng này qua phòng này bằng con đường ban công luôn. Và thí dụ mà nếu mọi người cần cái sự riêng tư nhất định cho hai không gian, hai phòng á, thì mình có thể làm một cái rào chắn nhỏ ở đây. Và căn phòng thứ hai này vẫn mang với những cái tông màu trung tính nhã nhặn, cực kỳ dễ thương và cực kỳ dễ chịu nha mọi người. Và Khá chia sẻ cho mọi người là trước khi đi quay một cái bất động sản thì Khá phải tìm hiểu về cái vị trí của bất động sản đó, cũng như là cái khu dân cư ở đây như thế nào. Thì Khá có tâm sự với chị tập hóa ở ngay đây cách mình 5-6 căn nè, thì là hỏi công khu dân cư này nó sống như thế nào, có bị ngập nước hay không. Chị nói là thứ nhất là không ngập nước, và thứ hai là chị ở đây là 28 năm rồi là chưa bao giờ mất xe đạp với xe máy nha mọi người. Thì Khá hỏi tại sao vậy, tại sao lại không mất vậy, thì chị chủ mới chia sẻ là thật sự phải nói là từ ngôi nhà này nè, mình ra ngay cái ủy ban nhân dân công an quận 7 á, chỉ mất có 350m thôi. Và do đó những cái cán bộ công an họ ở dọc theo con hẻm này hết luôn, thì công an ở nhiều thì đâu có trộm cướp đâu mọi người. Do đó cả con hẻm này là cực kỳ an ninh luôn nha. Và hiện tại thời điểm hiện tại Khá thấy với cái mức giá là 4.650.000 đồng cho một ngôi nhà có sổ hồng riêng, một khu dân cư an ninh và một cái thiết kế hiện đại rất là đẹp luôn, thì đây là một căn nhà rất là hiếm quận 7 hiện tại, thời điểm hiện tại nha, là không có căn nhà thứ hai. Nếu mọi người thích căn nhà này thì có thể nhấc máy lên gọi cho Khá liền, số like cái bên phải màn hình để Khá có dịp dẫn mọi người xuống trải nghiệm trực tiếp căn nhà để cảm nhận cách thiết kế cũng như là cái khu dân cư ở đây. Số này cũng đã dài rồi, Khá xin phép kết thúc tại đây. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại.